Em xin chào các anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em nhé. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị một cái keo AirDrop. Nhưng mà cái keo này thì các anh chị nhìn vào các anh chị thấy quen lắm. Vì trước kia ở trên kênh của em cũng có chia sẻ đến các anh chị một cái dự án Nova như thế này rồi nhá. Và cái giao diện thì các anh chị nhìn thấy nó cũng tương tự với cái dự án Nova trước kia đấy. Cái keo này là một cái keo tương tự nha các anh chị. Khi các anh chị đăng ký cái tài khoản, các anh chị khai thác trong vòng 24 giờ này. Và cái tốc độ các anh chị nhìn thấy ở trên màn hình đó là 0.12 trên 1 giờ nhá. 0.12 Nova trên 1 giờ. Khi các anh chị khai thác đủ cái min thì các anh chị có thể rút và các anh chị bán luôn nhá. Đây, ở cái mục tài khoản này. Một Nova tương ứng với 0.1 đô nhá. Nên các anh chị tranh thủ nhá. Anh chị nào mà trước kia các anh chị đã có tham gia thì các anh chị cũng biết rồi đấy. Những cái keo như thế này thì các anh chị tranh thủ các anh chị tham gia. Đủ cái min rút thì các anh chị tranh thủ các anh chị rút liền nhá. Vì cái keo này thì nó quá quen thuộc rồi nên bây giờ thì em sẽ chia sẻ các anh chị cách để các anh chị đăng ký cái tài khoản luôn nha. Để đăng ký cái tài khoản ở trên cái dự án Nova này thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy, nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện như của em ở trên màn hình nha. Bây giờ các anh chị hoàn thành cho em tất cả các cái trường thông tin này. Các anh chị nếu mà các anh chị đang ở chế độ tiếng Việt nhá thì các anh chị chuyển sang cái chế độ tiếng Anh ở đây này để các anh chị chuyển sang Việt Nam cho nó tiện nhá. Đôi lúc nó các anh chị để tiếng Việt nó không nhảy đấy, các anh chị chọn ở đây là Việt Nam này. Các anh chị nhập số điện thoại của các anh chị nhá. Các anh chị điền cái địa chỉ email, các anh chị đặt mật khẩu. Mật khẩu thì cũng có chữ in hoa thương số và ký tự đặc biệt nhá. Sau đó các anh chị giải mã captcha này. Các anh chị nhấn vào đăng ký nhá. Các anh chị hoàn thành tất cả các cái trường thông tin như thế này nhá. Sau đó các anh chị nhấn chữ sign up. Ở đây nếu mà các anh chị nhập cái mã captcha đấy, nếu mà các anh chị để lâu quá thì nó báo lỗi, nếu mà nó báo lỗi thì các anh chị nhập lại nhá. Rồi các anh chị click vào sign up để các anh chị đăng ký. Rồi tiếp tục thì nó sẽ gửi một cái mã OTP về cái điện thoại của các anh chị. Các anh chị vào cái điện thoại các anh chị lấy cái mã OTP các anh chị nhập vào đấy nhá. Đây các anh chị nhập cái mã OTP vào thì nó sẽ đăng nhập được vào cái trang web này nhá. Đấy. Mỗi ngày các anh chị click vào cái chiếc búa này để các anh chị khai thác được cái đồng Nova này. Khi các anh chị đăng ký thì các anh chị sẽ nhận được 5 cái đồng Nova này này. Để lấy đường link đi mời bạn bè thì các anh chị click vào cái mục mời bạn bè ở đấy nhá. Các anh chị click vào, các anh chị sao chép cái đường link này hoặc là cái mã mời này các anh chị chia sẻ với bạn bè của các anh chị nhá. Ở cái mục đồ của tôi, ở cái mục sản phẩm. Ở đây thì nó sẽ có các cái gói thành viên nhá. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nên tham gia free thôi nhá. Vì cái dự án này trước kia thì các anh chị chắc cũng đã hiểu ý em nói rồi đấy. Rồi ở cái mục đồ của tôi. Rồi tài khoản. Ở đây kìa nó sẽ hiển thị cái mục do balance này, tức là cái vị của các anh chị đấy. Tỷ giá mục Nova sẽ quy đổi thành 0.1 đô nhá. Mục Nova sẽ là 2.300 đồng đấy. Và khi các anh chị rút tiền thì các anh chị sẽ mất phí là 1%. Và cái min là 100 đồng Nova này thì các anh chị có thể rút nhá. Và các anh chị khi rút thì các anh chị thêm cái tài khoản vào đây, các anh chị nhập cái mã OTP này để các anh chị rút tiền nhá. Rồi cái dự án này thì nó như thế thôi nhá, nó rất là đơn giản đấy. Các anh chị tranh thủ các anh chị đăng ký, các anh chị khai thác khi cái tốc độ nó còn cao nhá. Ở đây thì cái tốc độ nó giảm dần này. Đây. Hiện tại cái tốc độ của chúng ta khai thác là đang cao nhá. Rồi như thế là em đã chia sẻ đến các anh chị cái cách để các anh chị khai thác cái đồng Nova này rồi nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo nhá.